yesterday. All my troubles seem so far away. Nice looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Góc nhỏ bên đời xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả truyện ngắn Đổi đời của tác giả Huyền Tôn Nữ Bảo Bình, qua giọng đọc Kim Hoa. Phần 2. Chương 1. Đêm trừ tịch ra khơi. Khoảng một tháng sau, hôm đó là ngày 4 tháng 2 năm 1981, tức là ngày 30 tháng 12 năm Canh Thân, chú Tư đến gặp dì cháu Hải Vân từ sáng sớm. Chú nói tối nay sẽ xuất phát. Đêm 30 Tết, mọi người đều ở nhà cúng quẩy, sửa soạn ăn Tết, không ai ra đường, không ai chú ý tới việc của người khác. Cho nên đó là thời gian thuận tiện nhất để ra khơi. Khi trời sẫm tối, sẽ có một nhóm 14 người chia phiên nhau rải rác đến nhà dì cháu Hải Vân để tập họp. Và họ đã được chú Tư dặn dò cẩn thận rằng nếu lỡ bất ngờ bị ai hỏi thì cứ việc nói là bà con của dì ở dưới quê lên ăn Tết. Dì Hải Yên lo lắng: đi trong mùa biển động, tôi lo quá chú Tư ơi. Chú Tư giải thích: em cũng đã suy nghĩ đến điều này. Mùa biển động thì tụi công an biên phòng lơi là canh gác. Hơn nữa, gần dịp Tết thì họ cũng ít chú ý hơn. Mình phải liều một phen, tìm sự sống trong cái chết. Chị dâu à. Ngày hôm ấy, thời gian chậm chạp trôi qua. Dì cháu Hải Vân hồi hộp, căng thẳng đến ngộp thở. Buổi sáng, dì vẫn đi chợ sắm sửa một ít trái cây, hoa quả cho mấy ngày Tết. Hải Vân ở nhà thản nhiên lau chùi bàn thờ, nhà cửa để đón xuân. Rồi khi mặt trời vừa khuất bóng thì những người lạ mặt trong nhóm vượt biên bắt đầu xuất hiện. Có tốp 2 người, có nhóm 3 người. Khi thì chỉ thấy một người đơn thân độc mã. Nhóm tập họp ở nhà dì Hải Yên chỉ toàn là người lớn, nam có, nữ có, chứ không thấy con nít. Tất cả là 15 người, tính luôn Hải Vân. Họ ngồi trong nhà bếp, lòng nao nao, im lặng, chờ đợi. Đa số không ai mang theo hành lý gì cả. Chỉ có một vài người đeo theo cái túi nho nhỏ bên hông hoặc cầm trên tay. Hải Vân bận một chiếc quần tây, một áo sơ mi tay dài và một áo khoác. Nàng cũng không mang gì ngoại trừ sợi dây chuyền khoảng một chỉ vàng đã giấu trong lưng quần. Giao thừa đêm ấy im ắng và buồn tẻ lạ thường, vì vắng tiếng pháo lại thêm tâm trạng bồn chồn lo lắng của những người chấp nhận treo mạng sống của họ trên đầu sợi tóc, sắp sửa đánh đu với tử thần để đi tìm một lối thoát. Đúng 11 giờ rưỡi khuya, từng tốp nhỏ rón rén rời nhà dì Hải Yên bằng cửa sau, đi bộ thẳng ra bãi biển.
Trong khi ấy, ngoài mặt, dì Hải Yên vẫn bình tĩnh ra trước sân bày biện hoa quả, lư hương, đèn cầy lên bàn để cúng giao thừa, mà trong bụng thì đang ngổn ngang trăm mối. Hai dì cháu chẳng được nắm tay nhau một lần cuối. Dì chỉ biết khấn ơn trên, phù hộ cho mọi người được bình an mà đến bến bờ tự do. Như lời chú Tư chủ thuyền dặn dò trước, mọi người ra đến địa điểm đã hẹn ở bãi biển, gặp thêm một nhóm khác, cũng khoảng mười mấy người, rồi tất cả bắt đầu lội ra thuyền. Trời tối đen như mực, chẳng thấy đâu là mặt biển, đâu là chân trời. Và may mắn thay, cũng chẳng thấy bóng dáng một công an nào cả. Mấy đứa trẻ con trong nhóm kia đã được cho uống thuốc ho để ngủ say khỏi khóc la, và được người lớn vác trên vai như những bao gạo nhỏ. Mọi người lội nước tới háng mới ra đến thuyền. Ai cũng run vì lạnh và sợ. Sức khỏe của Hải Vân vốn đã yếu đuối từ nhỏ, nay vừa phải lội bộ trong nước biển lạnh cóng, vừa bị lực của sóng biển đẩy vào cuốn ra. Nàng cố gắng hết sức để giữ thăng bằng trong nước. Khi lội được tới thuyền, hai tay chỉ còn có thể vịn vào mạn thuyền chứ không leo lên nổi. Hai chân cũng đã lạnh tê, không còn cảm giác. Cũng may người lội phía sau nàng vừa tới. Trên thuyền có thêm một người nữa. Hai người này một kéo một đỡ giúp Hải Vân leo lên. Chú Tư dẫn theo vợ và hai người con trai khoảng 16 và 17 tuổi đang ngồi trên thuyền chờ đợi. Chiếc thuyền, nói chính xác hơn đó là một chiếc ghe nhỏ xíu, không buồng lái, không mui, chỉ có một tấm bạt lớn cho mọi người che mưa che gió. Vài bao gạo, mấy bao cá khô và nước uống. Hải Vân không rõ chiếc ghe dài và rộng bao nhiêu thước, chỉ biết chiếc ghe chạy bằng máy F4 và vừa đủ nhét 34 người ngồi san sát nhau, chật ních như những con cá trong một hộp cá mòi. Chiếc ghe bắt đầu trồng trần nước sóng ra khơi. Chú Tư chỉ mang theo la bàn chứ không có hải bàn, cho nên không biết được phương hướng một cách chính xác, chỉ biết nhắm Hồng Kông mà đến. Nếu từ miền Nam vượt biên thì thường là sẽ sang Mã Lai, Thái Lan, Singapore, Indonesia. Còn ở miền Bắc và miền Trung thì đến Hồng Kông là gần nhất. Chiếc ghe thô sơ nhỏ xíu lênh đênh giữa đại dương như một chiếc lá trôi trên một cái hố khổng lồ. Đêm thứ nhất đã qua. Khi trời sáng, mọi người mới ngộ ra hoàn cảnh hiện tại mà hãi hùng. Chung quanh chỉ toàn là nước với nước. Trên ghe, kẻ thì bị say sóng ói mửa, người thì bị xỉu lên ngất xuống. Trẻ con chịu không nổi, khóc la sùm. Thân xác và tâm hồn mọi người đều giật giờ và chỉ biết giao phó số mạng của họ cho Thượng Đế. Chương 2. Lạc hướng. Hai đêm và hai ngày rưỡi nữa trôi qua trên biển cả. May mắn thay, trong hai ngày hai đêm vừa qua, biển êm sóng dịu. Chiếc ghe bé nhỏ cứ thế mà lênh đênh trên đại dương. Thỉnh thoảng, có vài đàn cá nhỏ, hàng trăm con bơi theo chiếc ghe, vui đùa nhởn nhơ. Nhìn đàn cá, những người trên ghe ao ước mình được biến thành những con cá đó, được sống tự do, tự tại, mặc dù làm kiếp cá, còn hơn là làm những con người khốn khổ, vô gia cư, vô tổ quốc như bây giờ. Trưa ngày thứ ba, ghe lạc vào một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam.
May mắn là lúc đó quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam đang căng thẳng vì cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Cho nên lúc bấy giờ, Trung Quốc rất ghét chính phủ Việt Nam. Họ biết được nhóm của Hải Vân là những người đang trốn chính quyền Việt Nam vượt biên sang Hồng Kông, nên họ đã giúp đỡ tận tình. Họ cử một người Hoa đã từng làm trong tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội ra nói chuyện với nhóm của Hải Vân bằng tiếng Việt. Họ hướng dẫn hai lộ trình. Một là tới khu dân cư trên đảo Hải Nam. Hai là tới Hồng Kông. Họ dặn rõ rằng khi thấy một dãy núi hình vòng cung thì đó là Hồng Kông. Còn tặng cho nhóm Hải Vân một ít dầu máy, thuốc say sóng, thuốc lá và bánh ngọt. Cả nhóm ở trên đảo Hải Nam chừng 3 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi và nhận đồ tiếp tế. Khoảng xế trưa thì chiếc ghe lại tiếp tục lướt sóng, đưa 34 thuyền nhân nhắm hướng Hồng Kông mà tiến tới. Trời sẫm tối thì ghe bị mắc vào một đầm nước cạn. Đó là đêm thứ tư, loay hoay mãi mới ra lại được vùng biển sâu. Và vì không có hải bàn nên cả nhóm lại bị lạc phương hướng lần thứ nhì. Thêm một đêm và một ngày rưỡi nữa đã trôi qua dưới biển trời bao la. Chương 3. Biển động. Đêm thứ năm, biển động. Một cơn bão biển nhanh chóng ập tới. Chiếc ghe bị nhồi như người ta đang đánh võng. Chú Tư tăng hết tốc lực cho ghe đâm ngang vào con sóng và cứ thế gối sóng lướt đi. Nếu chú Tư không có kinh nghiệm và không vững tay lái mà để chiếc ghe quay dọc với làn sóng thì chiếc ghe đã bị lật úp rồi. Từng cơn sóng biển hung hãn, cao ngất như một tòa nhà 5-7 tầng, đưa chiếc ghe lên tận đỉnh trời rồi hạ nó chúi mũi xuống tận lòng biển. Tựa những đứa trẻ đang thảy một cái quả bóng, rồi những cơn sóng khác ập đến liên tục, tưởng chừng như muốn nuốt chửng chiếc ghe bé nhỏ vào lòng đại dương. Cứ như thế, hết ngọn sóng này đến cơn sóng khác thay phiên nhau đùa giỡn với chiếc ghe bé nhỏ. Bên trên thì mưa đang đổ xuống ngập đầu, chung quanh gió rít lên từng hồi. Thỉnh thoảng, một vài tia chớp lóe lên, đủ sáng để mọi người có thể nhìn thấy nét mặt sợ hãi, lo âu của nhau. Rồi tất cả lại chìm vào bóng đen. Tiếng sóng, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng sấm sét, tiếng hét, tiếng khóc la, tiếng táp nước, tiếng cầu kinh, và cả tiếng cầu cứu. Tất cả những âm thanh đó quyện vào nhau sẽ toạc màn đêm giữa đại dương không bờ bến, nghe thật kinh hoàng. Ai cũng nôn thốc nôn tháo, mửa hết mật xanh rồi đến mật vàng. Hải Vân cũng đuối quá rồi, tất cả thức ăn trong bụng đã bị nàng ói ra hết. Nàng ói cho tới khi không còn gì để ói ra nữa. Và lúc đó, ruột gan phèo phổi bắt đầu lộn nhào trong cơ thể, tưởng chừng như muốn theo từng cơn nôn ọe mà chạy ra ngoài. Thân thể Hải Vân nóng hầm, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh buốt. Hải Vân đã bị sốt cao. Trong mê man, nàng bò dần ra mé ghe. Hai tay bám chặt thành ghe, trườn mình cúi đầu xuống mặt biển. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn trong tư thế này. Thế là nàng nhích lên từ từ, đưa gần nửa thân người ra khỏi chiếc ghe, chúi đầu xuống nước. Trong cơn mê sảng, dường như nàng đang thì thầm gọi gì Hải Yên. Rồi bất thình lình,
Hải Vân nhào nhanh xuống lòng biển cả. Chỉ còn một tích tắc nữa thôi thì Hải Vân đã rơi tõm xuống đại dương đen thui và đã bị những con sóng cuốn đi bền biệt. Ngay lúc đó, một bàn tay vừa kịp vói ra, nắm chặt cổ chân của Hải Vân, rị lại và kéo nàng trở vào lòng chiếc ghe. Hải Vân đã bất tỉnh. Chương 4. Tuyệt vọng. Màn mưa tan dần, cơn bão qua đi, mặt trời ló dạng, ngày thứ năm bắt đầu. Sau một đêm bão tố mưa sa, sáng hôm sau, ánh nắng chiếu xuống mặt biển đẹp lạ lùng. Gió nhẹ, sóng êm. Đêm qua đại dương như một con ác quỷ hung dữ nổi cơn cuồng nộ, thì hôm nay biển cả lãng mạn, hiền dịu tựa như một thiên thần. Hình như chiếc ghe đã đến gần địa phận của Hồng Kông, vì mọi người thấy rất nhiều tàu của Hồng Kông và Trung Quốc đang chạy ngang. Vẫy tay la hét cầu cứu, nhưng chẳng một chiếc thuyền nào dừng lại. Những chiếc tàu đó như mấy cao ốc khổng lồ, còn chiếc ghe của nhóm Hải Vân thì như một căn nhà tranh siêu vẹo. Mỗi khi có một chiếc tàu nào đó chạy ngang, thì chiếc ghe bị chao đảo nghiêng qua một bên, vì những làn sóng do con thuyền khổng lồ tạo thành đánh vào chiếc ghe tí hon của họ. Mọi người hầu như đã tuyệt vọng, vì chẳng biết họ đang ở nơi đâu trên một đại dương mênh mông như thế này. Gặp thuyền lớn mà không được cứu thì càng tuyệt vọng hơn. Chú Tư, chủ ghe, vét hết số gạo còn lại và bảo mọi người hãy rải xuống biển để cầu nguyện, rồi chú cứ nhắm hướng Tây mà chạy vào đất liền. Không cần biết là Hồng Kông hay một hoang đảo nào đó, hoặc cùng lắm thì trở về Việt Nam, rồi vẫn có cơ hội để thua keo này, ta bày keo khác, còn hơn là làm mồi cho đám cá biển. Hải Vân bây giờ đã tỉnh táo. Nàng lặng người khi nghe kể chuyện chết đi sống lại của nàng tối hôm qua. Người đàn ông cứu nàng đang ngồi bên cạnh, một tay cầm gói bánh ngọt, một tay cầm ca nước, miệng thì hối nàng ăn uống cho lại sức. Hải Vân cảm ơn rồi cố gắng nhai một miếng bánh mà chẳng biết mùi vị gì. Chương 5. Đất liền. Đến xế chiều, chú Tư chủ ghe bỗng nhìn thấy mặt nước biển chia ra làm hai màu rõ rệt. Một bên màu rất trong, bên kia thì màu đục. Mừng quá, chú Tư cho ghe chạy về hướng nước biển màu đục, vừa cầm lái vừa la lớn: "Tới gần bờ rồi bà con ơi, tới gần bờ rồi!" Mọi người đang như những cái xác không hồn nằm ngồi rũ rượi, bỗng nhốn nháo đứng bật dậy, làm chiếc ghe tròng trành nghiêng qua nghiêng lại. Chú Tư phải hô to: "Mọi người ngồi yên, ngồi yên vị trí để giữ thăng bằng cho ghe. Có lẽ chúng ta sắp đến đất liền vì màu nước biển càng ngày càng đục." Cả ghe la hò vui mừng khôn xiết. Chẳng mấy chốc, ghe của họ gặp được ba chiếc tàu đánh cá của người Hồng Kông. May mắn thay, ba chiếc tàu này dừng lại. Vài người thả cano lái đến gần chiếc ghe, nhưng họ vẫn neo cano rất xa, vì chưa biết nhóm người trong ghe là những ai. Hợp, người đàn ông đêm hôm qua đã cứu Hải Vân, đến nói với chú Tư chủ ghe rằng anh biết chút định tiếng Anh, hãy để anh đại diện nói chuyện với những người trên cano. Hợp đến sát đầu mũi ghe, dùng hai tay làm loa trình bày hoàn cảnh của mọi người. Nhưng cano đậu xa quá, những người trên cano không nghe được gì. Hợp nhảy xuống biển,
bơi qua chiếc cano nọ. Một lát sau, chiếc cano đưa Hợp trở về ghe. Hợp giải thích với mọi người rằng thuyền đánh cá của họ sẽ giúp dẫn ghe đến neo ở hải phận biên giới của Hồng Kông, Đài Loan và Quảng Châu. Mọi người sẽ đợi ở đấy vài tiếng đồng hồ, rồi sẽ có thuyền từ Hồng Kông ra cứu vào. Lúc này, mọi người cũng tạm thời yên tâm và ngồi im trong ghe chờ đợi ở địa điểm đó khoảng 5 tiếng. 10 giờ đêm hôm đó, tức là đêm thứ 6 trên biển, y như lời hứa của những người trên cano, một chiếc thuyền đánh cá khác xuất hiện. Gia đình đánh cá này tiếp đón nhóm của Hải Vân rất nồng hậu. Tất cả được lên đi chung trong thuyền. Chiếc ghe được kéo theo phía sau. Họ nấu cháo nóng và pha trà mời mọi người. Hai bên nói chuyện với nhau bằng đủ mọi ngôn ngữ, Hoa, Việt, Anh và cả tay chân lẫn lộn. Chương 6. Mùi tự do. Thêm hai ngày hai đêm lân đân trên biển với gia đình chủ thuyền, vừa đi vừa đánh cá. Cuối cùng, mọi người cũng đã được đưa đến Hồng Kông an toàn. Thoạt đầu, gia đình chủ thuyền tính neo ngoài xa rồi để cả nhóm của Hải Vân xuống ghe tự lái vào bờ, vì họ không muốn phiền phức khai báo với sở di trú. Nhưng khi nhìn lại chiếc ghe của chú Tư, thì ông chủ thuyền lè lưỡi trợn mắt la lên. Trời, tôi không thể tưởng tượng được quý vị đã vượt đại dương từ Việt Nam đến đây chỉ bằng chiếc ghe bé như thế này à? Từ đây vào bờ không xa lắm đâu, nhưng tôi không dám để quý vị lái chiếc ghe này vào đâu. Dễ sợ quá, nguy hiểm quá. Ông vừa nói, vừa xua xua tay, rồi quyết định đưa nhóm Hải Vân vào bờ, chứ không cho dùng chiếc ghe đó nữa. Chiếc thuyền đánh cá từ từ tiến vào bến cảng. Hương cảng hiện ra mờ ảo sau lớp sương mù. Thuyền bè đậu san sát. Xa xa, những dãy cao ốc chọc trời như mấy cây trụ khổng lồ, cao có, thấp có, và sau lưng là một dãy núi xanh biếc. Từng đoàn hải âu bay lượn theo thuyền. Có nhiều con hải âu xà luôn xuống boong tàu, chôm lẹ mấy chú cá đang nhảy đành đạch trong lưới. Mọi người hít mạnh vào đầy lồng phổi những làn gió thơm nồng mùi biển, và hình như họ cũng đang ngửi được mùi tự do thoang thoảng đâu đây. Thuyền cập bến, chủ thuyền theo đúng luật đã báo cho chính quyền Hồng Kông biết về nhóm thuyền nhân Việt Nam mà ông đưa vào bờ. Một lát sau, vài người của sở di trú Hồng Kông đi cùng với cảnh sát Hồng Kông và một thông dịch viên đến tiếp nhận nhóm người của Hải Vân, đưa mọi người sang một con tàu khác. Họ thẩm vấn từng người một rằng người chủ thuyền đánh cá có nhận tiền bạc gì từ những người trong nhóm Hải Vân để đưa họ vào bờ hay không. Mọi người đều nói ông chủ thuyền đánh cá chỉ vì lòng nhân đạo đã cứu họ vào, chứ không nhận bất cứ cái gì. Sau đó, sở di trú chở họ về một cái xà lan thật lớn, mà sau này Hải Vân được biết đó là kho đen, nơi những thuyền nhân Việt Nam tạm trú một tuần để khai lý lịch trước khi được đưa vào bờ đến các trại tị nạn trên đất Hồng Kông. Sở di trú tiếp thu chiếc ghe của chú Tư và đánh dấu chiếc ghe mang số 1441, nghĩa là tính cho tới ngày hôm đó thì đã có 1441 chiếc thuyền vượt biên đến Hồng Kông.
Sau 8 ngày, 8 đêm vượt trùng dương, giao phó mạng sống cho tự thần, cuối cùng mọi người cũng đã hoàn hồn và cũng đã được đứng mấp mé ở bến bờ tự do. Ở kho đen, mọi người được Liên Hợp Quốc phát cho áo quần, mền gối và được ăn ngày 2 bữa. Kho đen có một trụ sở của Đạo Tin Lành, có sách báo tiếng Việt và họ đi truyền đạo hàng ngày. Trước khi rời kho đen để vào trại tị nạn, mỗi người được cung cấp một thẻ căn cước có hình và tên tuổi. Sau một tuần lễ ở kho đen, mọi người được đưa đến trại tị nạn Khải Tắc Đông, tức là Khai Thác East Refugee Camp, nằm sát phi trường Khai Thác thuộc Cửu Long Thành, Kowloon War City. Hết phần 2. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, I will be here. If in the dark we lose sight of love, hold my hand and have no fear, 'cause I will be here. I will be here when you feel like being quiet, when you need to speak your mind, I will listen. And I will be here when the laughter turns to crying, through the winning and losing and trying, we'll be together. I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future is unclear, I will be here. As your seasons are made for change, our lifetimes are made for years, 'cause I will be here. I will be here. You can cry on my shoulder when the mirror tells us we're older. I will hold you, and I will be here to watch you grow in beauty, tell you all the things you are to me. I will be here. I will be true to the promise I have made to you and to the one who gave you to me. I will be here.